Đây, đây là hôm nay là khoảng chừng 1 giờ sáng ngày thứ năm, rơi vào ngày lễ tạ ơn trên đất Mỹ này. Thì hôm nay bà Dương bà mới đi đi chợ về nè. Đây, đây là nguyên liệu để nấu nồi bún riêu Để tối một nay bạn thủ phê tao phải lên tao thay đồ nè. dẫn đi Đây, ăn lắm. đây, Chung có chung đây là đẹp rồi còn lúc nào đẹp đâu. đây là nhà nhà báo nhân dân Đào Thị Sáng, thì lần đầu tiên hiếm hoi nè, vừa mới bỏ tờ báo xuống nè. Đấy, thì là cũng như viết viết từ sáng giờ cũng được cho mấy hãng rồi, hãng Giải Phóng là một nè, hãng Công An Nhân Dân, nói chung là lớn tuổi nhưng mà mê, tại vì yêu nghề không không có trách được. Đây, con Na với bạn nó đây. Đó, thì này có món bánh cuốn nha. Món bánh cuốn này thì nổi tiếng ở Giọt Gà rồi, chỉ có một mình Đào Thị Sáng làm được thôi. Thì đi giao thì bây giờ còn dư để cho mấy đứa trong nhà nó ăn. Rồi, làm đây. À, đây là còn hai khay nữa này. Hai khay này mỗi khay bao nhiêu pound mẹ nó? Hả? Mỗi khay 5 pound nè, rồi sáng đi giao một đợt rồi. À, chút nữa có người đến lấy nè. Đấy. Nhà nè, nhà đông đủ hết. Đây, tiết cương với lại cắt tường này. Thì sáng Long nó có qua mà nó buồn ngủ, giờ nó về rồi, thì bây giờ đây con bò đây. À, thì là con bò nó chuẩn bị làm cái món là món đặc biệt của ngày hôm nay, mà bò bò nướng lá lốt. Đấy. Lá lốt này. Bò nó mua hai khay lá lốt này. Trời, nó mua khay thôi đó. Hai khay lá lốt này. Đang cái khâu là khâu trộn thịt này. Đó. Cháu mày không quay cái con Bắc Kỳ thị nguyên đánh đá cái con Bắc Kỳ cái con nắm mồm con thị nguyên đánh đá rồi đấy rõ như thế đây. Cái con mặt 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 xứ Cali cái con Bắc Kỳ con thị nguyên đẹp nhất. Na sẽ hai con. Hai lẻ Ali cái này hai mới con. đây mới mới đây đây Ali nó ăn trâu, Ali nó ăn mới say đây sưa luôn, chứng tỏ là ngon rồi đó. Rồi bây giờ mình bây giờ thì mới bây giờ mới 1 giờ trưa bên này à, thì chuẩn bị làm rồi. Rồi cái gì tối mình sẽ kết nối video mình quay tiếp ha. Chút nữa làm cái nồi bún riêu là món ăn chủ đạo của ngày hôm nay. Ở quên bò lá lốt chứ, nói là chủ đạo chủ yếu là mình tôi ăn thôi chứ. À, bò lá lốt, chà bò lá lốt thì nếu mà chút nữa chịu khó thì phải qua order của ông Thanh á, mình ăn mình so sánh mẹ nó, mình ăn mình so sánh để mình ra hàng chứ hả. Rồi bây giờ mình ngưng cái video ở đây để tối có bò lá lốt với lại có bún riêu mình cập nhật tiếp. Để cập nhật tiếp cái đây là các bạn thấy không, đó là tình cờ đấy, thấy không, rửa từng lá một luôn, là thấy không, rất là kỹ luôn, tức là làm cho nhà ăn cũng vậy mà làm cho bán cho khách cũng vậy nha. Bà Dương thì bà đang làm riêu, cái này là cái móng giò nè. Rồi luộc trước móng giò các bạn ạ, cho nó đây là bà vừa buông buông máy xuống, bà nghỉ chút, bây giờ làm cầm lên viết tiếp nè. Hôm nay bà ngoại nộp cho nhà xuất bản nào đấy bà ngoại?
Hôm nay nạp cho nhà xuất bản nào nữa? Thằng viết viên nhưng mà cũng phải hầu như là mọi người nghỉ, cả nơi trên nước Mỹ nghỉ hết. Nhưng mà đây bà, hôm nay bà cũng nộp, còn giờ chiều bà nộp hai ba nhà xuất bản nữa. Cũng tội nghiệp, lớn tuổi rồi nhưng mà yêu nghề. Rồi, cập nhật tiếp tục phần 2. Nãy là Bo nó chuẩn bị, khâu chuẩn bị là bây giờ đang làm đây nè. Đây nè, đó. Nó làm mà nó lá lốt mà rửa từng lá một luôn nha. Làm cho khách cũng vậy, làm cho nhà ăn cũng vậy. Đó. Lông rửa hả? Không, lông mới ngủ dậy. Đó, đây. Nè, em từ cái rồi đây. Lá lốt. Đó. Là hình ảnh tư liệu. Đấy. Quay cái này gửi về cho ông ngoại của thằng Long đó mà. Ơi, cho bên Thị Nguyên coi đấy. Thằng Long kìa, đẹp trai không nè. Nè, say hi ông ngoại con. Đấy, cái non nè. Nè, hả bà cho anh nè. Đây là trăm khách mời của Dương Anh đang thử. Đang thử đây, đó. À. Hay bánh cuốn là lên nồi rồi, gì cái này chưa lên hình đây. Cái này rất đặc biệt nha mọi người nhé, cái này rất đặc biệt luôn, là riêu tôm trộn lại với nhau nhé. Trời ơi, nồi niêu xôn xảo. Rồi, nghỉ luôn lâu rồi ơi. Nếu mà làm bánh cuốn này nọ sao đi làm nghỉ rồi hả? Nó chậm, với lại mình làm bánh cuốn cho người ta ăn thử đó. Mình làm ăn rồi mình người ta ăn thử thì người ta yêu cầu quá trời luôn à. Cho nên ở nhà mình làm nửa buổi thôi. Đó, ai đặt hàng thì mình đặt rồi đó, rồi mình làm. Với lại không là gì chứ cũng có một cái khéo tay. Lần này là may mắn là có sự trợ giúp của con Bo nè. Đó, con Bo nó cũng rất là đó, nhìn nè, đó, cuốn rất nhanh luôn nè, nè. Mới lón đãi thôi nè, cuốn gần xong rồi nè, đó. Đó, quan trọng rồi đó, cuốn rất nhanh luôn mà rất đẹp luôn. Vậy mùa này rồi hai đứa có làm neo không? Con đi làm. Turkey đấy, năm nay thì có con gà tây nè, mấy cái món phụ thêm của nó nè, gà tây. Ừ.
Turkey. Ủa cũng gần đây này ngon á. Rất là may mắn luôn. Thì đói. Bà mới là trường hợp lạ. Quay cả à. Từng game mấy đứa kêu con ta thôi gì chứ gì làm tu. Bởi gì nữa. Tiếng sao đâu. Đâu luôn. Làm cái bún mà còn hỏi cục ghi cục ghiêu nè, tôi sợ luôn. Bởi gì. Không có gì nữa. Duy nhất chỉ có một thôi. Đây, hôm nay là ngày bên Mỹ Thanksgiving, tiếp tục chương trình nha. Bây giờ chương trình sao lửa lớn thế này. Ôi hả? Ừ, ôi quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Lớn quá. Đây, úi dồi ôi. Trời, chú chưa quay nữa, trời đất ơi. Xong rồi hả? Vô. Xong rồi, quá ngon luôn. Nem nướng. Rồi Long với Bo ngồi luôn. Nhâm. Rồi mấy đứa đi vô ngồi đi nha. Bà bố đi ra ngồi nha. Thì hôm nay mọi người mới tụ tập lại nè. Bây giờ mới tụ tập lại thì có đây. Đó. Đây có Trâm nè, rồi Sushi, rồi bạn Na. Say hi con. Giờ ăn mà nhắn tin gì nữa. Bỏ điện thoại qua bên mấy đứa. Giờ ăn rồi con. Đấy, rồi. Thì năm nay là lần đầu tiên order cái turkey đó, cho nên thôi mỗi thứ một chút vô ăn kèm với nước sốt kìa. Cứ từ từ đi con, bỏ nước sốt vô lấy cái muỗng riêng. Đó, khoai tây gì đó, muốn thì bỏ thêm vô. Đó, mà bỏ khoai tây gần biên, đúng rồi. Nè, bà ngoại muốn bà ngoại lấy cái muỗng riêng bỏ nước sốt kìa kìa. Nhưng mà lấy cái này nè. Không, cái nước sốt gravy kìa. Nhưng mà cái mashed potato nào bà ngoại lấy cái này. Cái mở ra. Cái này mở ra lấy cái muỗng đúng rồi đó, như khoai nghiền á. Một muỗng này, một muỗng này, đó. Đó, bò với lòng, đưa lòng, lòng thử con ngon không con. Đó. Đúng rồi. Ủa dồi ôi, đúng rồi, bà dân nghĩa đó. Bà này là biết cắt nè, đúng rồi. Đó, dân nhà hàng có khác rồi, thấy không? À. Bài bản luôn rồi. Lâu sao không ngồi dưới đây chứ, bò nè con. Để chú đứng cho ngồi dưới đây nè. Không, đây còn nhiều bàn. Ừ, đấy. Chú ngon luôn. Hôm nay là rất là vui vẻ luôn, đấy. Rất là nhiều món ăn luôn. Mọi người để ý đến Lâm chút xíu nha. Rồi. Say hi. Yeah. Chấm được con. Đây. Ngon lắm. Chất lượng ha. Mà nếu mà muốn ăn theo kiểu mình á là không quen Mỹ thì lấy làm keo bò đó làm tiêu muối chanh. Đấy, vậy đó. Muối tiêu chanh đó. Nhưng mà cái thịt nó rất là ngon luôn. Cái này là mứt. Ừ, ăn chung á, mứt á. Ừ. Để tôi ừ đó. Thì cái này là cornmeal nè, cái này mashed potato nè. Cái này cranberry nè. Cái này chấm bò lá lốt. Bà ngoại là cái cánh là chất lượng rồi. Rồi sao bò không vô ngồi con? Đây bò là muối chanh đây đấy, muối chanh. Yeah. Lâm là Lâm vui vẻ, Lâm thấy rồi mọi người đi. Bó kìa con, đây là đây. Chờ bánh này nha, ăn cái miếng dày nha. Ôi cái da này mới ngon nè, nó chấm đi, vô chấm đi. Ừ. Lát thôi. Đó.
Tức là theo cái phong tục của Mỹ là ngày lễ Thanksgiving ăn cái turkey nó mới mang lại sự may mắn. Cho nên năm nay là hy vọng nhà mình đổi món ăn cái turkey, ai cũng có thể may mắn hết. Người lớn thì may mắn trong công ăn việc làm, còn đứng đứa lên đến trường thì may mắn trong học hành đấy. Dạ hả? Ở đây trời nó cũng che rồi đây. Rồi ông Vinh cắt luôn không? Cắt luôn cắt đi. Này, đây. Nĩa rồi, mấy đứa rồi, cho mẹ mấy cái nĩa kìa. Bỏ ngồi đi con. Ăn cái này ngon lắm. Cái này luôn đi. Nam ơi. Nam ơi, cắt cho Nam dĩa. Rồi. Ủa cái ly bia của Trâm đâu? Ly bia của Trâm kìa. Sao nó qua được mấy chai này? Con cầm cái đùi con gặm mới là chuyện, mới là chuyện lạ. Còn nó mẹ cầm cái đùi mẹ gặm là bình thường á. Chụp hình chứ không phải quay phim. Phải không? Chụp hình chứ không phải quay phim. Không. Đấy, Nam mình ăn con, ăn hết đi con. Thì đối với Mỹ á, đối với Mỹ một con gà medium như vậy đó là 7 người ăn đó, mà Việt Nam mình tương đương người mà không hết, thấy không? Đấy. Chỉ cần bao nhiêu người đây, gấp đôi 7 người như nữa. Còn Mỹ thì con gà như vậy là 7 người ăn nè. Nó ăn không ngại gì hết. Nó ăn Mỹ nó ăn nhiều lắm. Chắc là nó ăn có một món thì thôi. Nó à. À, cho cái ghế ở chỗ này nè. Đứng ở đây nè. Cho nó xuống đây đi nhìn nó. Này đứng đây nè Lâm. Đây. Mình nghĩ trên bè. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nhảy kìa. Bắt đầu nhảy kìa, nhảy kìa. Happy birthday. Về vô coi, vô. Để giữa gà ăn kìa. Happy birthday to love.
Thổi. Em quay nói đi. Tại đây chú ba chú đứng góc độ này. Long con đi gọi em đây, không ra đây. Chụp hình cái cho nè. Long ra con. Bỏ qua con, bỏ qua kia con. Rồi happy birthday đi, hát đi. Rồi, na hát đi. Nè thổi chú đi con. Cắt rồi cắt nữa rồi cắt. Ở đây đi sinh nhật nói vậy. Ừ. Thì đó. Thì cứ mua bánh về cứ làm gì cho nó thổi vậy đó. Chứ đâu có chuyện kiện gì đâu. Ừ. Bỏ vô cái bao liền đi, bỏ cái bao liền. Mấy đứa kìa. Năm nào cũng phải có chứ. Năm nào cũng phải có chứ. Mai mốt già rồi.
5, 6 tuổi vậy. Mấy đứa bạn với nhau. Năm ơi, Năm ơi. Lâm kìa, từ từ quá. Ủa, thằng kia đâu? Thằng kia nó trốn rồi. Thôi, cái thằng kia làm sao mà nó xuống đoạn rồi. Quá, thằng kia mà. Rồi, mà sao mặt buồn hiu rồi, sinh nhật, sao mặt. Cười, cười cho. Cười đi, 2, 3. Rồi, 13 trước. Ui trời ơi, bự quá. Ôi trời ơi, cái này chứ, chứ. Bự quá. Cái tiền. Nó còn mỏng thôi chứ không có nhiều quá. Đây tao cắt đôi ra đó. Miếng mẹ, cái tao ngâm miếng. Ờ, đây, qua đây tao cắt. Cắt cho thằng Lâm một miếng cho nó cắt đi mẹ nó. Đây, cắt cho nó một miếng cho nó dọc đi. Rồi. Rồi xong. Mẹ cắt được chưa? 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 Mẹ cắt được ch